Rồi ok, hello các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cái chuỗi series video mới. Thì ở trong cái chuỗi series video này á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn từng bước để chúng ta có thể vẽ được cái môn là cơ sở thiết kế máy ha. Thì ở trong cái bộ video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái hộp giảm tốc là hai cấp đồng trục. Và như các bạn thấy trên màn hình, chúng ta đang có hai cái bảng thông số. Cái bảng đầu tiên á là cái file PDF, đây là cái file thuyết minh hoàn chỉnh. Ở trong cái file thuyết minh này nó gồm khoảng 37 trang. Rồi cái bảng thông số thứ hai á là cái bảng thông số mà mình liệt kê ra để mình dùng vẽ hộp giảm tốc cho nó nhanh. Vì sao mình lại liệt kê ra cái bảng thông số này? Các bạn thấy nè, tại vì khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta vẽ một cái hộp giảm tốc á, nếu như mà các bạn lấy các bạn quyển thuyết minh của mình nè, thì mỗi lần mà các bạn làm á thì các bạn phải mở rất là nhiều trang và các bạn không nhớ nó nằm ở đâu và các bạn tìm nó rất là lâu ha. Vì vậy mà mình đã tạo ra một cái file mẫu như thế này nè. Bây giờ chúng ta bỏ thời gian ban đầu là đâu đó khoảng 5 phút thôi để chúng ta tổng hợp lại những cái số liệu nào cần thiết trong quá trình mà chúng ta vẽ hộp giảm tốc á, thì chúng ta cho vào những bảng này. Và từ đây trở về sau, khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta vẽ cái đồ án của mình á, chúng ta chỉ cần nhìn vào cái bảng này thôi là chúng ta đã thấy được cái thông số ngay rồi. Chúng ta không cần phải mở cái quyển thuyết minh của mình lên để mà chúng ta tra ha. Và đó là lý do vì sao mà mình tạo ra cái bảng thông số này. Thì cái bảng thông số cũng như là cái file thuyết minh này thì mình sẽ để cái đường link đính kèm ở trong cái phần mô tả cũng như là ở trong cái phần bình luận của các video này ha. Các bạn có thể bấm vào cái đường link đó để mà các bạn tải hai cái phần này về để mà các bạn làm cái tham khảo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ tổng hợp thông số của các bộ truyền. Đầu tiên mình sẽ tổng hợp thông số của bộ truyền bánh răng cấp chậm. Thì ở đây bánh răng cấp chậm mình cần tổng hợp những thông số nào? Chúng ta cần phải tổng hợp là module nè, số răng nè, đường kính vòng chia nè. Rồi bề rộng quanh răng cũng như là khoảng cách trục. Nếu như bánh răng của mình á, là bánh răng trụ răng nghiêng á, thì chúng ta cho cái góc nghiêng răng vào. Còn bánh răng trụ của mình là bánh răng trụ răng thẳng á, thì cái góc nghiêng răng bằng không ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống chúng ta tìm cái thông số của bộ truyền bánh răng cấp chậm nha. Rồi đây chính là cái phần tính toán của cái bộ truyền bánh răng cấp chậm. Bây giờ mình kéo xuống ha. Rồi tại đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền. Đầu tiên đó là module. Thì module có thằng này bằng 2 nè, thì mình sẽ nhập ở bên đây là bằng 2. Rồi số răng của bánh răng nhỏ là 37, thì mình nhập là 37. Số răng của bánh răng lớn là 126. Ở đây các bạn thấy là khi mà mình nhập như vậy, các bạn thấy chưa? Khi mình nhập như vậy thì cái đường kính vòng chia của bánh răng nhỏ và đường kính vòng chia của bánh răng lớn nó sẽ tự động chạy theo. Cộng với đó là chúng ta sẽ có được cái khoảng cách trục, nó sẽ tự động tính toán. Và từ cái bảng Excel này, các bạn sẽ quay trở lại, các bạn tham khảo với cái quyển thuyết minh của mình đó, xem là nó có chính xác hay không. Ở đây các bạn thấy là chúng ta có cái đường kính vòng chia của bánh răng nhỏ nè là 74, thì cái file của mình đó cũng là 74. Đường kính vòng chia của bánh răng lớn là 252, thì cái file của mình cũng là 252. Rồi cái khoảng cách trục là 163, thì ở bên đây nó cũng là 163. Do đó đây là cái file nó giúp cho các bạn kiểm tra là cái phần tính toán của mình xem nó đã ok hay chưa nha. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái bề rộng của bánh răng nè. Thì ở đây chúng ta có hai phần. Thứ nhất là bề rộng của bánh răng lớn, ở đây là 65. Bề rộng của bánh răng nhỏ là 70. Thì ở đây các bạn sẽ note vào ha. Đây bánh răng lớn là, ở đây mình sẽ note là bánh răng nhỏ đi ha, là 70, thì cái bánh răng lớn của mình nó sẽ tự động là bằng 65 thôi. Ở đây mình cho là 65 luôn. Rồi cái đường kính lắp trục này nè, thì chút xíu nữa khi mà chúng ta qua cái phần trục á, thì chúng ta sẽ liệt kê nó sao ha. Rồi bây giờ cái góc nghiêng răng, trong trường hợp này đây là bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, thì góc nghiêng răng bằng 0. Ok. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái bộ truyền bánh răng cấp nhanh ha. Rồi đây chính là cái bảng thông số của cái bộ truyền bánh răng cấp nhanh ha các bạn. Rồi chúng ta cũng nhập tương tự thôi. Module mình cũng nhập bằng 2. Số răng cũng là 37. Rồi số răng của bánh răng lớn cũng là 126, giống ở trên quá. Rồi bề rộng của bánh răng, bề rộng của bánh răng ở đây là mình sẽ lấy là bánh răng lớn là bằng 42, bánh răng nhỏ bằng 42. Rồi mình xem là có góc nghiêng răng không. Rồi bộ truyền bánh răng này cũng là bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng luôn, nên góc nghiêng răng của mình bằng 0 ha các bạn, bằng 0.
Ok, như vậy là mình đã tổng hợp lại được thông số của hai bộ truyện rồi, rất là nhanh đúng không? Sau này các bạn vẽ hai bộ truyện, các bạn chỉ cần mở bảng thông số này ra thôi, các bạn đâu cần phải mở cái quyển thuyết minh của mình ra đâu, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo, chúng ta sẽ tổng hợp lại bảng thông số của ổ lăng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm đến cái bảng thông số của ổ lăng nhé. Rồi ok, đây chính là cái phần tính toán ổ lăng. Chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta tổng hợp lại thông số của các ổ lăng. Đầu tiên đó là ổ lăng trục 1. Ở đây mình sẽ kéo xuống là ổ lăng trục 1 mình có cái ký hiệu là bao nhiêu. Ký hiệu của mình là 305. Thì mình liệt kê đây là 305. Rồi D chính là đường kính lắp trục nè các bạn. Đường kính của mình là bằng 25 nè. Rồi cái D này là D lớn bằng 62 nè. Rồi cái bề rộng của mình là bằng 17. Ok. Rồi ở bên đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ còn cái thằng D2 và D3. D2 là thằng nào, D3 là thằng nào? Thì từ cái thằng D này nè, chính là cái đường kính vòng ngoài á, của ổ lăng á, thì chúng ta sẽ tra. Đây chúng ta sẽ tra cái kích thước của nắp dạng ổ lăng ở đây. Đó, thì D2 các bạn tra nè, ứng với 62. Thì đây là 62 này, thì chúng ta sẽ có D2 này nè, nó sẽ bằng 75 và D3 của mình nó sẽ bằng 90, được chưa? Đây D2 bằng bằng 75 nè. Rồi, D3 của mình bằng 90. Thì có rất là nhiều bạn không biết tra cái bảng thông số này các bạn ạ. Nên mình chụp hình mình để đây luôn cho các bạn nhìn thằng D ở đây, rồi các bạn tra ra D2, D3 luôn ha, cho nó dễ hơn. Rồi trục 2 chúng ta cũng làm tương tự nè. Trục 2 chúng ta sẽ có ký hiệu là 306. Rồi, 306 thì đường kính này là 30 nè. Rồi, vòng ngoài là bằng 72 nè. Đó. Rồi, bề rộng là bằng 19 ly. Rồi, ứng với 72 này, chúng ta sẽ có là nó dao động là từ 70 đến 75 nè, thì chúng ta sẽ có D2 bằng 90. Đây, D2 của mình bằng 90 và D3 của mình nó sẽ bằng 115. Ok chưa? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi sang trục 3 ha. Trục 3 của mình đâu rồi? Đây trục 3 của mình. Thì trục 3 của mình sẽ có cái ký hiệu là 109. 109. Rồi, D này là bằng 45. Rồi, cái D này là bằng 75. Rồi, cái B này là bằng 16. Ok. Rồi, từ cái thằng 75 này các bạn thấy nó cũng nằm ở trong là từ 70 đến 75 mà đúng không? Thì chúng ta cũng có 90 và 115. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã tổng hợp lại được thông số của ổ lăng. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp tiếp là cái thông số của then các bạn. Rồi cái thông số của then này bây giờ mình sẽ tìm đến cái phần là tính toán then ha. Rồi ok, như các bạn thấy đây chính là cái phần tính toán then của mình ha. Chúng ta sẽ có cái trục 1. Trục 1 của mình là đường kính lắp ổ lăng là đường kính lắp bánh răng là bằng 30 nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ kéo lên trên cái phần là bộ chuyền bánh răng cấp nhanh ha. Ở đây hồi nãy chúng ta còn thiếu nè. Là ngay chân cái chỗ là đường kính lắp trục nè, chỗ này cái trục của mình á là bằng 30 nha, chúng ta nhập 30 vào nè. Đó. Rồi, chúng ta kéo xuống chúng ta nhập thằng then. Thằng then của nó là 8 nhân 7. 8 nhân 7 ly. Rồi, tới trục 2. Trục 2 của mình thì đường kính là 35. Đó, trục 2 của mình thì ở đây mình có đường kính là bằng 35 nè. Ok. Thì trục 2 của mình là hai thằng đều bằng 35 hết. Hai thằng đều bằng 35 hết thì mình sẽ kéo lên trên ha. Cái thằng nhỏ này nó cũng bằng 35 luôn ha. Ok. Rồi, 35 thì chúng ta sẽ có kích thước là 10 x 8. Sorry. Cái trục vào này thì từ từ ha, hồi nãy mình nhập lộn. Ở đây mới gọi là 87 nè. Rồi, trục 2 của mình ở đây nó mới là 10 x 8 nè. Rồi nếu các bạn kỹ hơn á thì ở đây các bạn để luôn. Này là bằng 30 ha. Đây tức là D bằng 30. Cái này là chúng ta kỹ luôn á. Rồi ở dưới đây là các bạn bấm vô đây. Chúng ta để là D này bằng 35. Ok. Rồi cái D này cũng vậy. D này bằng 35. Rồi 35 thằng này cũng là 10 nhân 8. Ok. Rồi tới trục 3. Trục 3 của mình á là 38. Nhân 38 thì chúng ta có 12 nhân 8.
D bằng 38. Ở đây chúng ta sẽ có 12 nhân 8. Rồi cái 38 này nè, các bạn kéo bên trên chúng ta sẽ nhập ở cái bộ chiều nâng cấp chậm nè. Đây đường kính này bằng 38. Chúng ta nhập luôn cho nhớ. Rồi như vậy là chúng ta đã tổng hợp được cái thông số của then rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái sơ đồ trục. Cái sơ đồ trục này các bạn sẽ kéo lên cái phần tính toán trục để mà chúng ta xác định tâm của bánh răng đến tâm mẫu răng trục 1. Rồi tâm giữa hai cái bộ chuyền bánh răng cấp nhanh và bộ chuyền bánh răng cấp chậm. Cũng như là tâm giữa cái bánh răng trục 3 và cái ổ lăng. Rồi chúng ta kéo lên chúng ta nhập những cái thông số này vào ha. Rồi ok, đây chính là cái phần tính toán trục của mình đó các bạn. Và ở trong cái quyển thuyết minh này á, thì nó không có cái sơ đồ trục. Và đây là cái mà các bạn cần phải rút kinh nghiệm nha. Khi mà các bạn làm cái đồ án của mình á, các bạn làm đến đâu á, thì các bạn hãy vẽ cái sơ đồ trục của mình đến đó để mà chúng ta nhìn cho nó dễ. Thì cái sơ đồ trục này của mình á, là cái gì? Là nó không có kích thước các bạn. Và khi mà các bạn vẽ cái sơ đồ trục thì các bạn nên để kích thước nó lên đây nè. Để khi mà người ta nhìn vào thì người ta biết cái đoạn nào á là nó dài bao nhiêu. Chẳng hạn như là ở đây các bạn thấy là cái L12 ở đây thì mình đâu có biết là L12 là cái thằng nào đâu. Đúng chưa? Hay là cái thằng L13 mình cũng đâu có biết cái thằng L13 là thằng nào đâu. Nó hay là cái thằng D1 này mình cũng đâu có biết nó là thằng nào đâu. Mình nhìn vào cái sơ đồ mình không thấy số liệu gì hết. Nhưng mà khi mà chúng ta tính toán như thế này nè thì chúng ta rất là khó làm. Do đó những bạn nào mà đang làm đến phần trục á thì các bạn nên bổ sung thêm là cái khoảng cách này từ tâm của đai nè đến tâm mỗi lần là bao nhiêu, rồi từ tâm của ổ lăng đến tâm bánh răng là bao nhiêu, hay là từ tâm của hai cái ổ lăng này là bao nhiêu. Thì bây giờ á, các bạn có thể là mở lên cái quyển sách là tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 1. Ở đây là mình mở đến cái phần thiết kế trục thì cái hộp giảm tốc của mình đang làm á là cái hộp giảm tốc hai cấp động trục. Ở đây mình sẽ có ở bên đây là cái trục 1 nè. Rồi đây là trục 2, đây là trục 3. Thì dựa vào cái quyển thuyết minh của mình lúc nãy đó, chúng ta cần phải tìm là cái L nè, L13 là thằng nào, rồi cái L11 là thằng nào đó, rồi L12 là thằng nào. Thì bây giờ mình dựa vào cái quyển sách này thôi. Đây L12 của mình là thằng này, rồi L11 của mình là thằng này, rồi L13 của mình là thằng này. Thì dựa vào đây chúng ta sẽ biết được là khoảng cách từ tâm của ổ lăng đến tâm của bánh răng đó chính là L13. Vậy thì cái L13 của mình ở bên đây nè, chúng ta sẽ có bảng 50.5. Do đó ở bên cái bảng Excel nè, các bạn sẽ nhập vào ha, tức là cái khoảng cách từ cái bánh răng đến ổ lăng trục 1 thì nó sẽ bằng là 50.5. Rồi hai cái khoảng cách còn lại nè là 101 và 60.5 nè. Thì kệ nó từ từ ha, khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ so sánh lại. Rồi bây giờ tới trục 2. Trục 2 là khoảng cách giữa tâm của hai bánh răng. Bây giờ chúng ta sẽ xem ở đây chúng ta có là L22, này, L23 và L21. Vậy thì những L này là những L nào ha? Ở đây chúng ta sẽ có cái L22 nè, là từ tâm của ổ lăng đến tâm của bánh răng. Thì cái L22 này á, nó sẽ bằng với cái L13. Rồi ở đây L22 của mình là bằng 50.5 là ok nè. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có cái L23. Cái L23 này chính là cái khoảng cách từ tâm của ổ lăng đến tâm của bánh răng cấp chậm. Đó là L23. Thì L23 của mình ở đây mình sẽ có là 192. Vậy thì khoảng cách giữa hai cái bộ chuyền bánh răng này chúng ta sẽ lấy là 192 nè. Chúng ta sẽ trừ cho là 50.5. Ở đây mình sẽ nhập vô bằng hơn trước ha. Rồi, nó sẽ ra là 141.5. Ok. Rồi, tiếp tục nè, chúng ta sẽ có tổng khoảng cách. Tổng khoảng cách là L21. Đó, thì L21 này, nó sẽ bằng L23 cộng với L32. Mà L32 của mình thì mình sẽ xem trục 3. Trục 3 của mình sẽ có là L32 nè, L31 nè, rồi LC33, rồi L33. Nói chung là nhiều quá ha, rồi từ từ. Đầu tiên chúng ta sẽ nói là L32 là thằng nào. Đây chúng ta sẽ có trục 3 nè. Trục 3 thứ nhất là L32. L32 nó chính là cái khoảng cách từ tâm của ổ lăng nè đến tâm của bánh răng. Đó, thì chúng ta sẽ có L32. Thì cái L32 này của mình ở bên đây mình tính là bằng 62 nè.
Được chưa? Bằng 62, mình nhớ đó. Rồi cái L31 nó sẽ bằng 2 lần cái L32 này. Thì L31 của mình bao nhiêu đây? Đây L31 của mình nó sẽ bằng là 124 nè. Đó, do đó tại đây nè, các bạn sẽ nhập vô đây bằng 62 giúp mình ha. 62. Ok, tức là tâm của ổ lăng đến tâm của bánh răng trục 3 nó sẽ bằng 62. Rồi cái L33 là tổng thôi, L33 là từ tâm này ra tới ngoài này thôi. Rồi như vậy là chúng ta đã xác định được cái sơ đồ trục cũng như là cái khoảng cách giữa tâm của ổ lăng đến tâm bánh răng là như thế nào rồi. Các bạn thấy có ok không ạ? Rồi ở dưới đây mình có chia sẻ cho các bạn một cái tool nè. Đó. Thì đây là một cái đường link, một cái video hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái tool của mình để tính toán những cái L này cho nhanh nhất có thể qua trong quá trình tính toán á. Thì các bạn cần chú ý những cái điều nào thì ở đây mình có chia sẻ cho các bạn. Thì hiện tại mình có ba cái tool, thứ nhất là khai triển, đồng trục và phân đôi. Rồi các bạn làm cái loại nào thì các bạn sẽ bấm vào đó các bạn xem. Chẳng hạn như các bạn đang làm đồng trục thì các bạn bấm vào đây các bạn xem đồng trục ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp cái thông số cuối cùng là cái thông số vỏ hộp. À, cái thông số vỏ hộp này ở bên đây là mình có để cái bảng ở bên đây luôn cho các bạn đối chiếu vào đây các bạn làm cho nó dễ ha. À, trong cái trường hợp này mình sẽ kéo xuống cái file thuyết minh của mình xem á là cái thông số vỏ hộp của mình nó như thế nào. Thì đây chính là cái bảng thông số vỏ hộp của mình nè các bạn. À, khi mà mình lướt qua mình đọc cái bảng thông số vỏ hộp này á thì mình thấy là có một số chỗ nó không hợp lý. Do đó mà mình sẽ không có sử dụng cái phần thông số vỏ hộp này. Các bạn thấy nè, là cái chiều dày thân hộp nó luôn luôn lúc nào nó cũng phải lớn hơn cái chiều dày nắp hộp ha. Trong trường hợp này chiều dày thân hộp chỉ có 8 thôi, nhưng mà ở đây chiều dày nắp hộp nó đến 9.5 gần 10 lần. Được chưa? Nó không có hợp lý cho lắm. Do đó mà ở trong cái phần này mình sẽ không có lấy cái bảng thông số này, mà mình sẽ lấy một cái bảng thông số khác để mà mình nhập vào ha. Rồi ở đây mình sẽ nhập cái chiều dày nắp hộp ở đây ha các bạn. Đây cái phần mà vỏ hộp mình sẽ nhập ở đây nè. Đầu tiên đó là cái chiều dày. Chiều dày của nắp hộp. Đây chiều dày của thân hộp là bằng 10 nè. Rồi chiều dày của nắp hộp là bằng 9 nè. Ok nè. Gân tăng cứng thì mình lấy bằng 10 nè. Rồi chiều cao H thì cái này là từ từ ha. Rồi bu lông nền mình lấy là bằng 20 nè. Bu lông canh ổ thì ở bên đây nó có 14 thôi. Thì mình sẽ nhập 14 ha. Đây bu lông canh ổ đây là 14. Rồi cái bu lông gấp nắp và thân nè thì con này là con M12. Rồi nhờ cái con bu lông gấp vít này là 8 nè. Rồi con cửa thăm cũng là bằng 8 luôn. Rồi cái chiều dày thân hộp và chiều dày nắp hộp thì chúng ta kéo xuống là chúng ta xem là nó là bao nhiêu đây. Rồi đây chúng ta tiếp tục các bạn. Thì ở trong cái bảng thông số này nè, nó tính quá lộn xộn đi thì nó khó khăn quá. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bảng sẵn ở đây nè, mình phóng to lên đi ha. Phóng to lên đi. Rồi chúng ta tự nhập công thức vào đây chúng ta tính luôn. Ở đây chúng ta sẽ còn cái bít nè. Đó, x3 x4 nè. Từ x3 x4 này công thức là bằng như thế nào? Nó sẽ bằng là 1.4 đến 1.8 D3. À D3 của mình ở đây là bao nhiêu? Đó, D3 của mình ở trên đây nó thằng này. Thì ở đây nè. Đó, mình cho là bằng 1.8 đi. Đó, 1.8 nhân cho thằng này thì ở đây nó sẽ ra cái số là 21, mình cho hai này bằng nhau. Để mình dễ vẽ. Rồi, bề rộng nè là K3 nè. Thì K3 này ở bên đây các bạn tra bên đây nè. Nó K3 của mình là bằng bao nhiêu ha? Đây K3 của mình là bằng K2 trừ từ 3 cho đến 5 ly. Vậy thì K2 của mình á nó bằng là E2 cộng R2 cộng 3 đến 5 ly. Vậy thì E2 và R2 tính như thế nào? E2 của mình là bằng 1.6D2. Ở đây mình có E2 nè. Ở đây mình sẽ nhập công thức ha. Bằng 1.6 chúng ta nhân cho D2. D2 chính là bu lông canh ổ nè. Enter nè. Thì chúng ta sẽ ra là 22.4. Rồi, cái R2 nó sẽ bằng là 1.3. 1.3 chúng ta sẽ nhân cho thằng này. Thì nó sẽ ra là 18.2. Thì hai thằng này cộng lại nó cộng thêm từ 3 cho đến 5 ly, trong trường hợp là mình cộng 5 ly đi thì nó sẽ ra K2. Thì K2 của mình ở đây thì mình sẽ tính công thức luôn, bằng thằng này nè cộng cho thằng này nè, rồi cộng cho 5 ly nè, thì nó sẽ ra là 45.6.
45.6 trong trường hợp này mình sẽ lấy là 45 đi cho nó chẳng. Hay là mình chỉnh nó về là 46 đi cho nó chẳng. Rồi thằng K này nè, mình sẽ chỉnh về nè là 42. Mình cho hàng này chênh lệch nhau 4 ly. Rồi mang này mình chỉnh về số chẵn đi ha. Đó. Ok chưa? Rồi, cái thằng S1 này là thằng nào? S1 này chính là cái khi không có phần lồi S1 nè. Thì ở đây thì hồi nãy mình thấy là ở trong cái bảng của họ thì họ có tính rồi đó, nhưng mà ở đây mình muốn tính cũng được. S1 này từ 1.3 cho đến 1.5 D1. Thì ở đây mình bằng luôn các bạn. Mình bằng luôn. Đâu? Ở đây mình bằng rồi nè, là bằng 1.3 nhân cho C nè. Thì ở đây các bạn thấy nè, nó bu lông nền của mình là D1 nè bằng 20 nè. Thì mình tính công thức là 1.3. Thì ở đây nó sẽ ra con số là 26. Mình thấy ok nè. Rồi K, K1. K1 chính là cái bề rộng đế ha. Thì nó sẽ bằng 3 lần. 3 lần thằng này. Thì nó sẽ bằng 60 nè các bạn thấy không? Mình đã nhập công thức hết rồi. Quy. Quy thì ở đây chúng ta sẽ có là quy nó lớn hơn K1 cộng cho 2 nhân với cái chiều dày. Đây trường hợp này mình cũng đã nhập công thức rồi nè, thì nó bằng 80 nè. Ok chưa? Rồi số lượng bu lông nền thì từ từ ha, số lượng bu lông nền thì ở trong cái đề thì nó cho là từ 4 đến 6 con đó. Khi mà mình vẽ lên đây mình thấy nó như thế nào thì mình sẽ bố trí cho nó hợp lý. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành và chúng ta đã lập xong cho mình một cái file Excel như thế này rồi. Và từ đây trở về sau, khi mà chúng ta mở cái bản vẽ của mình lên để mà chúng ta bắt đầu vẽ cái hợp nhân tốc hai cách đồng trục này, thì các bạn chỉ cần mở cái bảng thông số này thôi, các bạn không cần phải mở lại cái quyển thuyết minh của mình nữa ha. Rồi, như vậy thì ở trong cái video này mình chỉ chia sẻ cho các bạn cái phần đầu tiên như vậy thôi. Thì ở trong cái phần đầu tiên này á, là chúng ta sẽ tiến hành tổng hợp lại những bảng thông số để chúng ta vẽ nhanh hơn. Và cái phần đường link tải cái file này cũng như là cái file thuyết minh tham khảo mình sẽ để ở dưới phần mô tả cũng như là phần comment của cái video này. Nếu như các bạn muốn tải cái phần này về thì các bạn sẽ click vào cái đường link đó để mà các bạn tải cái file này về để các bạn làm tham khảo. Rồi, nếu như các bạn cảm thấy cái video này hữu ích với bạn thì bạn đừng tiếc một like cho video này nhé. Bên cạnh đó, nếu như bạn chưa có đăng ký cái kênh YouTube này của mình á thì các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký cũng như là cái chuông thông báo ở dưới video này để khi mà mình ra những cái video mới thì bạn sẽ là người nhận được thông báo và bạn sẽ là người xem những video đó đầu tiên. Rồi, tạm thời mình sẽ kết thúc cái video này ở đây và hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo nha.